đi ra kia đi. Không, không, tao không uống cốc trà sữa rồi. Không, từ sáng rồi tao mới mua đồ uống cốc trà sữa rồi. Không, 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 đi ra kia đi. Mày đừng có sát vào tao nữa. Đi ra kia đi. Con này thề kiểu xin sỏ cái mặt dày dã man ấy, mặt dày lắm. Mày nó xin đi kiểu như là mình ăn hết của dòng hộp lại là nó vậy. Không có con chó nào mà đi uống trà sữa như này cả, hiểu không? Chó nó chỉ ăn cơm thôi, ăn cơm ăn thịt này. Cũng không có con chó nào mà suốt ngày mình nhỏ hết dãi ra người chủ như thế cả. Nào không, không trà sữa. Ai lại chó xin uống trà sữa bây giờ không? Đấy. Mày quá đáng lắm mật ạ. Cả một buổi sáng tao mới mua được có mỗi một cốc trà sữa. Mày đi nhìn với tao à? Hả? Mày đứng mày đi nhìn với tao à? Ừ? Từ sáng giờ tao được mỗi một cốc trà sữa thôi. Kinh không? Bây giờ đồ ăn tao cũng phải chia sẻ cho mày, đồ uống mày cũng xin của tao nữa. Có con chó nào mà đi xin trà sữa như mày không? Hả? Cô Duyên, tay đâu? Đưa tay đấy. Xin thì phải dùng đấy. Ngồi xuống. Ngồi xuống cơ mà. Này, ngồi xuống. Ngồi xuống chưa? Ngoan chưa? Tại sao là bây giờ lại còn học ra cái thói uống trà sữa nữa? Bây giờ tốn tiền ăn rồi, bây giờ còn phải tốn tiền trà sữa cho mày nữa à? Ừ? Ha? Nhìn mặt ức lắm ấy. Để cho chị cái bát. Trêu nào? Mày uống được không mà mày xin? À, uống được không? Ok rồi, thả ra. Thả ra. Rồi, cất đi rồi đi. Cốc trà sữa của tao hôm nay coi như là tao sẽ không uống nữa. Đấy, tao cho mày luôn. Bây giờ tao xem mày làm thế nào. Tao chưa thấy một con chó nào mà lại đi xin trà sữa uống như thế cả. Này, ra đây. Ngồi xuống. Bây giờ mày hút đi. Đây mày hút đi. Không cho như thế, mày hút đi. Đây hút đi. Này, hút đi. Mày mà hút được tao con mày luôn. Hút đi. Rồi làm khó mặt đắng ra. Nào, không chơi thế, ai chơi thế? Hút đi. Mày biết hút đâu? Uống trà sữa là phải hút chứ không ai liếm như thế cả. Con à, sợ thật đấy. Chết vì trà sữa. Tao không hiểu nổi mày ăn như thế này mà mày vẫn thiếu máu được. Mày ăn như thế này mà tao đưa mày đi khám mày vẫn thiếu máu được. Tao không biết là lý do là tại sao luôn đấy. Có khi nào sau này con ăn nhiều đồ ngọt mà con bị tiểu đường không hả bạn? Đuổi hết ra một mình anh ăn hết. À đây cho mon này. Nào mất. Từ từ. Cho mon này. Cho này. Mày ăn đi. Đây, của mày hết mày ăn đi. Để tao xem mày làm nào. Ôi. Khiếp không? Có ai lại đi uống chết rồi bây giờ. Ngày cơm nước không xong bây giờ là còn tốn thêm tiền mua trà sữa cho nó uống thì nó cũng chết mất thôi. À, tính con kỳ quá đấy nhá, mồm kìa. Mày có thớ mày giấu con lợn không? Hả? Mày có thớ con lợn không? Kinh lắm. Gớm lắm. Cái mũi này sao rồi răng rủng các thứ. Kinh, sợ rồi đấy. Này, cái lưỡi nó dài một phát mà đến tận đáy cốc luôn mà. Giờ thì tao đã hiểu là tại sao lưỡi mày dài rồi, mật ạ. Từ đã, tao nhìn được cái này mà trong máy quay sợ không nhìn được. Đấy là chuyện tờ giấy nhanh em. Giấy ăn đấy. Phải lau cái chỗ này đi này. Xong rồi mọi người mới nhìn thấy ở bên trong, nhìn gớm lắm. Đây. Ít thôi, từ rượt ra ít thôi. Chưa, từ từ nhá, im nhá. Ta phải từ từ im, mà ta phải lau sạch cái chỗ này đi. Đấy, chỉ trong cái chỗ này lên mọi người mới nhìn thấy. Nào, tiếp đi. Từ từ, nó lại bẩn rồi, Quay ngược lại. Từ từ, im. Im. Nào. Không được cái tẩy trà sữa nó. Đấy, nhìn không rõ cái răng này. Ôi. Tránh ra ngoài đi em, tránh ra ngoài cho sáng. Đấy, đấy, bây giờ đấy còn chân trâu ở dưới đấy, ta đố mày lấy được đấy. Em ơi, sở thích nó lại lạ thế chứ lị. Tao đánh thua. Mày ơi. Xem mày chân trâu mày ăn kiểu gì. Bây giờ này còn chân trâu tao xem mày ăn kiểu gì. Bây giờ cho cắm ống hút vào hút chủ thì chết. Chắc là mấy đứa ở đây chắc cũng đến chết. Thành tinh. Nhìn cái mũi. Hết một con lợn giờ tao đấy. Cố cào cầu. Tao xem mày mang một chân trâu lên. Tao xem mày ăn cái mũi. Nào, bây giờ mày làm kiểu gì? Ôi tao buồn cười quá. Bây giờ đi đủ nước lọc ở đây nó cũng được. Ăn hết rồi nhưng mà cố cào cầu. Nào bây giờ mày lấy kiểu gì đây, chân trâu đây. Bây giờ mày lấy kiểu gì mặt. Bây giờ lấy kiểu gì? Cố ông cao cầu. Ôi, tao chết mất rồi. Từ bao giờ chó của tao lại thích ăn chân trâu? Ôi, nó lấy được mẹ, nó lấy được thấy không? Đấy ghê không? Chết rồi. Sau khi mắc bệnh thiếu máu thì mặt chúng ta có thể là mắc thêm cả bệnh tiểu đường. Ăn đồ ngọt quá nhiều. Sợ rồi đây. Hôm nay lần đầu tiên biết mật uống được trà sữa và rất thích trà sữa, mà rất thích các loại nước ngọt, phải hạn chế rồi chứ không thì chết. Nhất là Coca. Bây giờ mật là một thanh niên nghiện Coca. Không được cho uống Coca. Nó hút được đây này, đây là một lúc thôi là hết cái chỗ này đây này. Ghê không? Tao nể mày lắm luôn đấy mật ạ. Này. Cầm đi. Ê, cầm này, ống hút này. Cho cái hũ cho. Đây, hút đi. Mày hút đi. Cầm mày hút này. Hút đi. Ủa? Bây giờ mà nó lại hút một phát nữa thôi thì là bốn đứa ở đây là thôi là ngất mẹ luôn. Thật sự là ngất luôn. Đây. Ồ nó. Đấy. Ăn hết cả chân trâu với lại là các thứ. Tôi chết tôi mất thôi. Eo ơi, khiếp ăn này. Này đấy, của ông ăn hết đi. Đấy, cuối cùng là sáng ngày ra mua được một cốc trà sữa, uống được chắc là hai hộp. Chưa kịp đến hộp thứ 3 thì đấy cái con ôn dịch này nó ăn hết rồi. Lúc đầu thì tưởng là đi nuôi một con chó, nhưng mà rồi cuối cùng phát hiện ra là mình nuôi nhầm một con lợn. Chưa có một cái gì mà nó không ăn cả. Bây giờ có khi mua cái gì phải giấu diếm. Có khi là mua về là bây giờ là phải giấu đi, đừng cho nó nhìn thấy. Ăn cả ớt cả tuần nữa. Ăn cả ớt nữa, bây giờ là ngày trước trêu nó không ăn ớt, bây giờ ăn cả ớt nữa. Còn tuần mua ớt về nó ăn luôn. Ăn luôn. Gia vị cuộc sống. Em đã tìm thấy một cái gì mà nó chưa ăn được. Chưa một cái gì. Thiếu nước đất cát là ăn hết luôn. Mày là cái giống gì hả bạn? Ôi, Con là cái giống gì đấy? À, con là cái giống gì đấy hả bạn? À. Đấy, ăn xong lại hóc. Từ giờ trở đi nhá, cứ 6 tháng mày phải đi kiểm tra sức khỏe cho tao một lần nhá. Mày phải đi đo chỉ số lại nhá. Cái mùi gì nhỉ? Lại là con này đánh rắm à? Tháo nhỉ? Phải không? Hình như con mon. À không, con mật. Con mật. Thôi. Con là mùi chua. Con mật. Con này. Ôi, kinh quá. Mật.